Kính thưa quý vị và các bạn, sau thất bại của huấn luyện viên Philippe Chuzier cùng các học trò tại Asian Cup 2023 đã dấy lên hai làn sóng tranh luận. Một là chỉ trích huấn luyện viên Philippe Chuzier không sử dụng các cựu binh tên tuổi thời huấn luyện viên Park Hang-seo, và làn sóng còn lại thì vẫn ủng hộ cách dụng quân của ông thầy người Pháp. Dưới thời huấn luyện viên Chuzier, các cầu thủ trẻ được ưu tiên lựa chọn cho đội tuyển quốc gia tại các giải đấu quốc tế. Thất bại tại Asian Cup 2023 tiếp tục được nhận định là bài học để các cầu thủ trẻ trưởng thành, nhưng cũng có nhiều câu hỏi được đặt ra về việc ông thầy người Pháp hạn chế các cựu binh liệu có phải quyết định chính xác hay không. Các cầu thủ kinh nghiệm đang dần trở lại sau chấn thương, vậy thì họ có thể giúp ích gì cho chặng đường sắp tới của đội tuyển Việt Nam? Những cầu thủ đã phạm những sai lầm khiến đội tuyển Việt Nam đánh mất lợi thế, họ phải trả giá bằng bàn thắng tại Asian Cup 2023 như là Thanh Bình, Khuất Văn Khang hay là Minh Trọng vẫn đang ở độ tuổi đôi mươi. Người hâm mộ có quyền đặt những câu hỏi: các cầu thủ trẻ Việt Nam cần bao nhiêu giải đấu nữa để trưởng thành? Rõ ràng họ cần những người có kinh nghiệm để bên cạnh nâng đỡ, làm điểm tựa tinh thần. Độ tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2024 là 23,3, trẻ thứ hai giải đấu. Điều này khá tương đồng với giải đấu vào năm 2019, khi Việt Nam cũng là một trong những đội trẻ nhất giải. Và trẻ thì cũng đồng nghĩa là non nớt, thiếu kinh nghiệm. Điều đó đã thể hiện rõ ở hai trận đấu với đội tuyển Indonesia và đội tuyển Iraq, khi mà lần lượt Nguyễn Thanh Bình, Võ Minh Trọng phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến phạt đền. Còn Khuất Văn Khang bị đuổi vì hai thẻ vàng khá lãng xẹt. Sự non nớt đó còn có thể giải thích bằng khoảng cách quá xa của giải vô địch quốc gia V-League với thế giới. Và thì mới chỉ xuất hiện ở V-League từ cuối mùa giải trước và vẫn đang trong giai đoạn sơ khai. Những hành vi tiểu xảo vẫn được bỏ qua, làm ảnh hưởng tới màn trình diễn của các cầu thủ ở những sân khấu lớn như Asian Cup. Thậm chí xét riêng về độ tinh quái, chúng ta cũng không so sánh được với những đối thủ đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các giải vô địch quốc gia lớn hàng đầu thế giới. Nếu như những chấn thương của các ngôi sao hàng đầu như Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh hay Nguyễn Hoàng Đức khiến họ vắng mặt trong đội hình dự Asian Cup 2024 là điều bất khả kháng, thì có không ít lựa chọn nhân sự của huấn luyện viên Chuzier khiến người hâm mộ và cả giới chuyên môn đặt câu hỏi. Ví dụ ông gọi cả Văn Thanh và Hồ Tấn Tài, vốn là những cầu thủ chạy cánh hàng đầu V-League, vào danh sách 26 cầu thủ thi đấu ở Qatar, nhưng kiên định dùng Phạm Xuân Mạnh đá chính ở cả 3 trận đấu tại hành lang phải. Vũ Văn Thanh có 2 lần vào sân từ băng ghế dự bị các trận gặp Indonesia và Iraq, còn Hồ Tấn Tài thì không được sử dụng bất kỳ một phút nào. Nếu đã không tin tưởng, sao không gọi một cái tên khác hữu ích hơn, có thể là hàng công chẳng hạn, để thay thế Hồ Tấn Tài? Hay như việc Đỗ Hùng Dũng bất ngờ phải vắng mặt ở trận đấu với đội tuyển Indonesia sau khi thể hiện tương đối tốt bên cạnh Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Tuấn Anh ở trận đấu trước đó, vẫn chưa được giải thích thỏa đáng từ vị huấn luyện viên người Pháp. Dĩ nhiên có rất nhiều câu chuyện bên lề hậu trường ảnh hưởng tới lựa chọn nhân sự mà cả giới truyền thông lẫn người hâm mộ chưa thể hiểu. Nhưng may cho ông thầy người Pháp, một lựa chọn bất ngờ và hơi rủi ro đi kèm với kết quả không tốt đã dẫn đến nhiều phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ và giới truyền thông, những người vốn đã không mấy hài lòng với ông trong nửa năm vừa qua. Không ghi dấu ấn về mặt kết quả, nhưng tại Asian Cup lần này đã có những điểm sáng được đông đảo người hâm mộ công nhận, ví dụ như việc khai phá ra Đình Bắc hay tiềm năng trở thành thủ lĩnh của Bùi Hoàng Việt Anh. Nhưng bên cạnh đó, dấu ấn của các cựu binh khi được trao cơ hội cũng là khá tích cực. Hùng Dũng làm tất cả phải bất ngờ với vai trò mới ở trận đấu mở màn, và đặc biệt Quang Hải đã ghi bàn trở lại trong màu áo đội tuyển quốc gia. Pha lập công trong trận thua 2-3 của đội tuyển Việt Nam trước Iraq hôm 24 tháng 1 đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất ưu tú nhất của Quang Hải. Pha bóng bật ra từ hàng thủ Iraq, Quang Hải khống chế hai nhịp bằng ngực và đầu, phối hợp cùng Văn Toàn và Thanh Bình trước khi thoát xuống. Anh chọn vị trí khôn khéo giữa hai hậu vệ cao to, rồi dứt điểm đập đất đầy tinh quái hạ gục thủ môn Iraq. Những người tinh ý sẽ nhận ra Quang Hải vốn định phối hợp thẳng với Văn Toàn rồi thoát xuống. Đường truyền sau đó của Văn Toàn cho Thanh Bình không nằm trong tính toán ban đầu của Hải, nhưng anh vẫn kịp phản xạ với tình huống trước khi băng xuống lập công. Đó là bàn thắng thể hiện những gì xuất sắc nhất của Hải: kỹ thuật chạm bóng, khả năng tưởng tượng về tình huống cùng kỹ năng dứt điểm. Pha lập công ấy được thực hiện ở phút 90+1, khi nhiều người nghĩ rằng thế trận đã an bài, khi nhiều cầu thủ Việt Nam mất đi lý trí, thậm chí có phần buông xuôi. Khuôn mặt thất thần của các cầu thủ Iraq cho thấy họ cũng bị bất ngờ trước một tình huống bóng quá xuất sắc. Pha bóng ấy suýt nữa cứu về một điểm danh dự cho tuyển Việt Nam ở Asian Cup trước khi Võ Minh Trọng biếu cho đối thủ quả phạt đền ở cuối trận. Giải đấu thất bại của đội tuyển, nhưng cá nhân Quang Hải thì vẫn có thể mỉm cười.
Quang Hải của hiện tại chưa phải là phiên bản tốt nhất, vẫn còn kém xa so với chính anh dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, hay ngày còn thi đấu ở Hà Nội FC. Tuy nhiên, hành trình đã qua của tuyển thủ sinh năm 1997 này trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup mang đến cho người hâm mộ sự kỳ vọng vào một ngày không xa, tiền vệ tài hoa này sẽ tìm lại chính mình. Tất nhiên không thể không nhắc đến Đỗ Hùng Dũng. Huấn luyện viên người Pháp luôn sử dụng cặp đôi Tuấn Anh Thái Sơn cho hai vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, ở trận mở màn trước một đối thủ có khả năng kiểm soát bóng và bóp nghẹt tuyến giữa như Nhật Bản, huấn luyện viên Chu Dê đã linh hoạt sử dụng hàng tiền vệ với ba người và nó đã tạo nên sự bất ngờ cho đối thủ cũng như giành lại thế trận cho những chiến binh sao vàng. Cách bố trí Hùng Dũng thi đấu cũng là một điểm đặc biệt của huấn luyện viên Chu Dê. Tiền vệ mang áo số 8 không chơi ở vị trí trung tâm như thường lệ, anh được bố trí thi đấu lệch phải. Trên lý thuyết thì Đỗ Hùng Dũng được thi đấu như một tiền đạo cánh. Hùng Dũng chơi thấp và có xu hướng di chuyển tự do từ vòng tròn giữa sân cho đến khu vực 1/3 cuối sân đối thủ. Anh không đóng góp quá nhiều về mặt tấn công, nhưng lại tạo ra sự cân bằng hoàn hảo. Rõ ràng khi có Hùng Dũng trên sân, các vệ tinh xung quanh cầu thủ này dễ đá và có nhiều đất để thể hiện mình hơn. Vậy mới thấy các cựu binh vẫn còn đó những giá trị của họ. Tin vui cho người hâm mộ là những ngày vừa qua, các cựu binh đang dần trở lại thi đấu cũng như tập luyện. Không chỉ với khán giả, mà đó còn là tín hiệu đáng mừng dành cho huấn luyện viên Philip Chuzi khi ông sẽ có thêm những sự lựa chọn đáng giá cho những chiến dịch sắp tới. Đặc biệt là tại vòng loại World Cup 2026, nơi mà đội tuyển Việt Nam rất quyết tâm lấy lại những gì đã mất trước Indonesia. Một trong những nguyên nhân lý giải thất bại ở Asian Cup 2023 của đội tuyển Việt Nam nằm ở chấn thương của hàng loạt cầu thủ kinh nghiệm, lần lượt là Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức, Văn Lâm, Tiến Dũng vắng mặt, hay trước đó là Văn Hậu, Văn Đức. Đây là dàn cầu thủ trụ cột, đóng vai trò quan trọng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo trước đây. Sự thiếu vắng của các cựu binh để lại khoảng trống kinh nghiệm mà ba trận thua tại Asian Cup 2023 đã cho huấn luyện viên Philip Chuzi cái nhìn trực quan về mặt trái của đội hình trẻ mà ông đang dày công gây dựng. Ba quả phạt đền, hai thẻ đỏ của hàng loạt sai lầm cá nhân, đội tuyển Việt Nam đã có giải đấu kém trên phương diện chuyên môn. Tín hiệu vui với ông Chu Dê là các trụ cột đang trở lại. Hoàng Đức đã ra sân tại giải giao hữu Hana Cup 2024. Anh được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đánh giá là đã hồi phục tới 95%, đang lấy lại cảm giác thi đấu. Không chỉ Hoàng Đức mà Thành Trung, Bùi Tiến Dũng cùng Đức Chiến cũng đều góp mặt ở trận đấu giữa Hà Nội và Viettel. Việc quả bóng vàng 2021 và những cầu thủ nói trên không thi đấu Asian Cup rồi bỗng tái xuất trong màu áo câu lạc bộ khiến nhiều cổ động viên thấy bất ngờ, thậm chí là đặt ra dấu hỏi lớn, dù Hana Play Cup chỉ là giải đấu mang tính giao hữu. Tại sao những cầu thủ này có thể hồi phục nhanh đến thế và màn trình diễn của họ dù chưa phải là đỉnh cao nhưng vẫn đầy sức thuyết phục? Thậm chí đã có ý kiến cho rằng nếu có Hoàng Đức thi đấu thì đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra thế trận tốt hơn trước Indonesia ở Asian Cup 2023, chứ không phải là thua 0-1 trước thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong. Bên cạnh đó, Tiến Linh và Ngọc Hải dù chưa thể vận động mạnh nhưng tiến trình hồi phục tương đối ổn. Văn Hậu đã tập luyện trở lại tại câu lạc bộ Công an Hà Nội sau khi bình phục chấn thương gối. May mắn cho hậu vệ sinh năm 1999 khi anh không cần phẫu thuật mà có thể tập hồi phục để trở lại. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào giữa tháng 3 để chuẩn bị cho hai trận gặp Indonesia lần lượt vào các ngày 21 tháng 3 trên sân Gelora Bung Karno và 5 ngày sau đó tại sân nhà Mỹ Đình. Quãng thời gian 2 tháng nói trên là cơ hội để các cựu binh bình phục hoàn toàn và trở lại với loạt trận ở V-League. Tại vòng loại World Cup 2026, thầy trò ông Chu Dê đang đứng nhì bảng với 3 điểm, hơn Indonesia 2 điểm, cần phải chơi tốt ở hai trận then chốt tới đây. Nếu đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối, Hoàng Đức, Thành Trung hay Bùi Tiến Dũng đã trở lại thi đấu, còn Văn Hậu cũng đã bắt đầu tham gia vào quá trình tập luyện. Tất cả được kỳ vọng sẽ sung sức ở đợt tập trung để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, trở lại là một chuyện, còn có chiếm được vị trí hay được huấn luyện viên Chu Dê để mắt tới hay không thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Và dĩ nhiên thì tới lúc đó, chiến lược gia người Pháp sẽ phải có những tính toán riêng của mình, cũng như vạch ra một kế hoạch cụ thể về việc lựa chọn nhân lực cho đội tuyển. Sự trở lại của các cầu thủ kỳ cựu không chỉ tạo ra điểm tựa kinh nghiệm nhằm bổ sung cho lỗ hổng mà lứa trẻ để lại, mà còn giúp huấn luyện viên Chu Dê có thêm lựa chọn về chuyên môn. Nên nhớ, dù mục tiêu là World Cup, nghe có phần xa xôi,
nhưng để tiến tới đội tuyển Việt Nam cần vượt qua cửa ải rất quen thuộc. Đó là đội tuyển Indonesia mà Văn Hậu, Ngọc Hải, Tiến Linh đã thuộc nằm lòng với nhiều lần đối đầu tại Đông Nam Á. Những cuộc so tài trong quá khứ giúp dàn cựu binh có độ dày kinh nghiệm, không bị rơi vào bẫy tâm lý của đối thủ, vững vàng ở thời khắc quyết định thay vì mắc sai lầm cá nhân. Tuy nhiên, để dàn cựu binh phát huy năng lực, yếu tố tiên quyết là huấn luyện viên Chu Dê phải tin tưởng vào dàn cầu thủ này. Dưới thời chiến lược ra người Pháp, nhóm cựu binh được sử dụng tương đối hạn chế. Tiến Linh chỉ đá 45 phút ở các trận gặp Philippines và Iraq tại vòng loại World Cup 2026, hay trước đó là vào sân vỏn vẹn ít phút từ ghế dự bị trong trận giao hữu với Trung Quốc. Hồ Tấn Tài thì không được triệu tập lên đội tuyển trong hai trận đấu ở vòng loại World Cup. Đến Asian Cup thì được gọi, nhưng không vào sân một phút nào. Trước khi chấn thương, Văn Hậu cũng chỉ đá khoảng 60 phút ở trận giao hữu với đội Hồng Kông. Bùi Tiến Dũng được gọi lên tuyển trong 3 đợt tập trung, nhưng chưa từng được sử dụng. Hoàng Đức vắng mặt 2 trận ở vòng loại World Cup 2026. Vị huấn luyện viên Chu Dê đánh giá là không hợp lối chơi. Quế Ngọc Hải là cái tên hiếm hoi được đá chính nếu khỏe mạnh. Vấn đề của đội tuyển Việt Nam không phải là vắng nhân tố kinh nghiệm, ngay cả khi nhóm cầu thủ này có thể thi đấu. Huấn luyện viên Chu Dê cũng không muốn dùng. Những cầu thủ thường xuyên đá chính nhất ở đội hình đội tuyển Việt Nam lúc này là Tuấn Tài, Minh Trọng, Thái Sơn, Việt Anh, Đình Bắc, Tuấn Anh, phần lớn được đôn lên từ đội U23 Việt Nam, cùng ông Chu Dê đá nhiều giải trẻ lớn nhỏ. Dù là phê phán hay ủng hộ con đường của ông, thì chúng ta có thể có chung một ý nghĩ. Dù đã phần nào tạo ra một diện mạo mới cho đội tuyển và giúp các cầu thủ trẻ thể hiện mình, huấn luyện viên Chu Dê vẫn cần một sự kết hợp giữa lứa trẻ mà ông nâng niu với lượng cựu binh giàu kinh nghiệm vẫn có thể cháy lên cùng đội tuyển. Sự kết hợp đó đã không thành hiện thực tại Asian Cup vì các cựu binh trở về nhà do chấn thương, đủ lập một đội hình. Và ở Qatar, các cầu thủ trẻ thể hiện rõ hai mặt trái ngược của triết lý mà ông Chu Dê hướng tới. Họ nhiệt huyết, họ tạo ra những điều tuyệt vời, nhưng chính họ cũng góp phần đưa đội tuyển đến thất bại bằng những thẻ đỏ và sự thiếu kinh nghiệm. Hai trận đấu vào tháng 3 tới với Indonesia, do đó không khác gì những trận chung kết với đội tuyển trong mục tiêu vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 và cho chính chiếc ghế huấn luyện viên Chu Dê. Cùng với đó là những mong mỏi của người hâm mộ nước nhà về sự kết hợp giữa các nhân tố mới và cũ. Đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Hy vọng với sự góp mặt trở lại của những cầu thủ giàu kinh nghiệm, huấn luyện viên Chu Dê sẽ có những tính toán hợp lý, kết hợp giữa cựu binh cùng những cầu thủ trẻ một cách hiệu quả. Phương án này có thành công hay không, có lẽ phải chờ đến khi thực chiến, chúng ta mới có được câu trả lời chính xác. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.